chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu chuyện của Xin cậu bé bút chì siêu nhân nhí tiếp tục quậy tập 2. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc nhé. Hi hi hi, đẩy mạnh lên nữa, Genki sao yếu thế, phù phù. Này các con, lại đây cô bảo. Con, cô ơi, bọn con đang đi máy bay không xuống được. Đấy là xích đu, không phải máy bay. Với lại cô, bọn các con có phải vâng lời chứ? Mình đang ở Ấn Độ phải không nhỉ? À, máy bay đang đi ngang Thái Bình Dương. Ba đứa có chịu tập hợp? Tập hợp không thì bảo. Hôm nay đến lượt tổ các con làm vệ sinh chuồng gà, bộ không đứa nào nhớ hả? Ừ, nhỉ, con quên béng mất. Nhưng dọn chuồng gà mệt lắm. Ui ui, con bị đau nhức toàn thân rồi cô ơi. Trường mình có lao công sao lại bắt học sinh học trò thay phiên dọn chuồng gà à? Vì thầy cô muốn các con tập lao động cho quen, để sau này trở thành những công dân mẫu mực giống như cô nè. Vậy là cô giáo, mình có nuôi gà ở nhà nhỉ? Chắc cô dọn chuồng giỏi lắm. Mấy đứa nhiều chuyện quá, mau mau lấy dụng cụ rồi làm việc đi. Có ba việc chính phải làm đó, đó là dọn phân, thay nước và cho gà ăn. Cô giáo không nói rõ làm việc gì trước, tính sao bây giờ? Ê, con gà chống đầu đàn kìa. Ừ, hình như con này hung dữ nhất đàn đấy. Nghe nói ai mở cửa chuồng là nó xông ra cắn ngay. Để dọn chuồng phải có ai đó làm mồi nhử thu hút sự chú ý của nó mới xong. Kế hoạch tác chiến của Hima nghe hay đấy, nhưng ai sẽ làm mồi nhử? Hu hu, biết ngay mà. Tớ là con trai nên lúc nào cũng bị giao việc khó. Bạn Erika lớp hoa anh đào rất thích các bạn trai dũng cảm. Ừ, tớ sẽ kể cho bạn Erika nghe hôm nay Genki đã dũng cảm thế nào. Để tớ trị tội con gà đó cho. Này, sao cậu biết Genki thích Erika? Genki tâm sự với tớ mà. Rẹt, con gà trống hung dữ kia có giỏi thì ra đây nào, cục đuổi cắn nó đi gà ơi. Nửa giờ sau, thưa cô, chúng con dọn chuồng xong rồi ạ. Nhưng có một việc nan giải cần cô giúp. Bọn con không cách nào lùa con gà trống vào chuồng được ạ. Ôi trời, cục tác, cứu con với cô ơi. Bây giờ mình xin hết câu chuyện này.